Hey, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel kiếm tiền của Hạch Game nhá. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục quay trở lại với con Kwin với số vốn là 11 củ vào chơi baccarat. Thì như ở những video trước thì mình cũng có chia sẻ hướng dẫn cho anh em rồi, đúng không? Về những cái phương pháp cách chơi và cách bắt cầu rồi. Đó, ở đây thì mình thấy cái bàn thứ tư nó đang chạy cầu ngắn nên mình sẽ vào chơi bàn cầu ngắn này đi. Đó, với những cái phương pháp cách chơi cũng như là chúng ta vào chơi chúng ta chọn cái bàn làm sao mà cho nó phù hợp, đúng không? Ok, mình sẽ bắt tiếp theo cầu là chạy 21. Cái cầu thì thấy cũng đang khá là ngắn và cũng khá là đẹp, thế nên là mình cũng bắt theo cầu 21 xem sao nhé. 5 5 hòa rồi. Ôi rồi ôi, ba luôn về 1-1 anh em ạ. Ván đầu tiên đã thua rồi. Đó anh em thấy là hôm nay 11 củ mà cứ chốt lãi lên con số mà lại 20 củ thì này quá là ok đúng không? Đó, nhưng mà vui nói vui vậy thôi chứ thật sự với anh em là thôi cứ chốt lãi dăm ba củ là khá là ngon rồi đúng không? Đó, anh em nào muốn vui chơi giải trí hay là trải nghiệm thì tải về theo cái đường link mình để dưới phần mô tả và bình luận của video nhé. Sau khi anh em đã tải và đăng ký thành công rồi, vào nhóm mình sẽ hỗ trợ tặng code code ngẫu nhiên từ 20 cho đến 30k anh em ạ. Ok, quay về cầu 1 đẹp quá luôn, mình lại đi bắt theo cầu 22 nhỉ. Rồi lại hai củ chốt luôn. Đó thì nó có những cái bàn chơi, có bàn thì nó đang chạy kiểu dạng cầu ngắn, có bàn thì lại đang cầu bệt. Đấy, chúng ta nên lựa chọn những bàn nào mà cầu nó đẹp đúng không? Thì mình sẽ nhảy vào mình chơi. Ôi nó bậy rồi, cây 5, cây 10 là ba địt mẹ nó lại đứng. Ê, mới đầu chứ này, hôm nay chủ yếu đứng cầu nhà con chính nhỉ. Cầu nhà cái thì nó đã đứng thì đứng dài hơn, còn chứa được cầu nhà con không sao. Hôm nay thì đánh mày tiếp tục thôi. Nó đang đi cái cầu mà đi này, cái này nó chỉ đứng một hai tay thôi đúng không? Mình có thể áp dụng chiến thuật gấp thép được. Rồi ok chưa, gấp thép mà nó lại gặp cái cầu nhà cái mà dài như này thì chắc là có khi là cũng cũng cụt. Rồi mớm thử con này xem nó có đi có đúng. Thôi cái mẹ nó đánh củ 2 đi. Xem nó có đi đúng cầu nhà con không nhá. Rồi 8 là vua rồi. Nó mà lên 9 thì cứ ở đấy. Ok. Có nhiều khi là mình cũng cần phải liều anh em ạ. Liều thì mới ăn nhiều được, chứ còn đôi khi là mình đánh kiểu chắc ăn ấy, thì thật sự là nó sẽ an toàn, tuy nhiên thì nó sẽ không chốt lãi được nhiều đúng không? Điều đó là điều đương nhiên rồi. Hay quá, hai điểm là mình đã giành chiến thắng rồi. Đó thấy chưa? Nó lên quy là mình lên hai điểm là giành chiến thắng rồi. Tuy nhiên là vẫn còn phải lật, trường hợp mà nó lên cái 8 thì mình lại hòa đúng không? Cầu đang đẹp, thôi cứ đánh một củ cho nó an toàn đúng không? Chiến thuật chơi cho nó an toàn đúng không? Nhiều anh em là cứ cũng đang đà thừa thắng xông lên là liều ăn nhiều, tuy nhiên thì nó gãy một hai tay cái là cũng hơi đáng tiếc. 6 là rồi, ok lại hút rồi, đúng cầu kèo rồi. Cứ cầu nhảy 1-1 mà phang. Chuyển. Chuyển luôn. Rồi xong. Thôi một. Úi rồi đấy thấy chưa? Mẹ nó tưởng là mình lại lên VK lại một hòa thì cũng không sao đúng không? Hòa mình không mất tiền. Tuy nhiên thì với cái ván bài như thế này thì cái tỷ lệ là ăn nó đang khá là cao đấy. Đây là 1 2 3 4 à 1 2 3 đây thì lên đến 5 tay rồi thì chắc là nó sẽ không bệt nữa rồi, đúng không? Lên 5 tay là không bệt nữa rồi. Đó. Ok, 8 là làm vua rồi. Ui giời ơi địt mẹ là tiếng này đúng là mình bảo nghi nghi bệt nhà cái rồi, như chót đánh nhà con rồi và thôi đừng có bệt nữa. Mẹ ý rằng thôi lẻ 8 lít vánh vào đây. Má này
tiếng đó nghi nghi rồi, thì là ở đây nhà cái này bền dài lắm nên không biết là thế nào. Thôi đừng có bệt nữa em ơi, nhảy đi, ba là húp rồi, bảy đó. Ok, cứ quay cầu 1-1. Anh em thấy không, cầu ngắn rất chi là dễ chơi đúng không? Cầu ngắn dễ chơi. Ồ, hay quá. Một một thằng không, một thằng một. Rồi, ok, anh em thấy không? Mẹ chốt lại lên hai chục củ thật anh em ạ. Phải nói là gặp cái cầu 1 này nó khá là đẹp, khá là may mắn luôn, húp liên tục. Bốn hay quá. Ui rồi nó lại chín rồi anh em ạ. Thôi, nghỉ chốt lại non luôn làm 7 củ chắc ăn nhá. Đó. Ok anh em, hôm nay thì mình sẽ tạm dừng chốt lãi. Đó, vào nhẹ nhàng chốt lãi làm 7 củ rồi. Vậy tiếng này được ăn nữa thì được 20 củ nhưng mà gãy thì thôi.